chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tác phẩm Chí Phèo. Hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phần tiểu dẫn, và đến hôm nay, nội dung hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhân vật trung tâm của tác phẩm, đó là nhân vật Chí Phèo. Có thể nói rằng khi mà xây dựng nhân vật Chí Phèo, khắc họa nhân vật Chí Phèo thì nhà văn Nam Cao đã thể hiện một cái sự sáng tạo của mình, và nói như nhà văn Nga Leonov thì đây chính là một cái nguyên tắc của sáng tạo nghệ thuật, nguyên tắc của sáng tạo văn chương. Và cái sáng tạo của nhà văn Nam Cao khi xây dựng nhân vật Chí Phèo đó là tác phẩm Chí Phèo viết vào năm 1941, và khi tác phẩm này ra đời thì trước đó đã có rất nhiều những tác phẩm khác rất rực rỡ, rất thành công, viết về đề tài người nông dân, ví dụ như là tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố hay là tác phẩm Bước đường cùng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Thế thì khi mà tác phẩm Chí Phèo ra đời thì người ta nói rằng là nhà văn Nam Cao giống như là một người nông dân đến sau trên một cái mảnh ruộng mà người ta đã cày xới rất nhiều lần và đã thu hoạch rất nhiều vụ mùa bội thu rồi. Và nhà văn Nam Cao đến sau như vậy thì sẽ gặp rất nhiều thử thách, gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì nhà văn Nam Cao đã làm thế nào để mình vẫn khẳng định được vị trí của mình và tác phẩm của mình vẫn là một tác phẩm nổi tiếng vào thời điểm lúc bây giờ? Thì cái cách mà nhà văn Nam Cao khai thác là sẽ đi vào một cái con đường khác với những nhà văn trước đó, cùng viết về người nông dân, nhưng nếu như các tác phẩm trước đó chỉ đề cập đến bi kịch người nông dân bị bần cùng hóa, tức đây là nói về nỗi khổ vật chất, thì nhà văn Nam Cao lại khai thác sâu cái nỗi khổ về mặt tinh thần, đó là bi kịch bị tha hóa. Thì đấy là một cái điểm khác biệt của nhà văn Nam Cao với những nhà văn trước đó. Và có những người đã từng bình luận về tác phẩm Chí Phèo như sau. Đó là khi mà đọc Tắt đèn của Ngô Tất Tố thì tưởng rằng người nông dân khổ đến thế là tận cùng rồi. Khổ đến như chị Dậu, nào thì là phải bán chó, sau đó thì bán con, rồi là bán cả sữa, phải đi ở vú để có thể nuôi sống cả gia đình của mình, để có thể tồn tại. Và tưởng thế là khổ đến tận cùng rồi. Thế nhưng mà khi mà Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra từ trang sách của Nam Cao thì người ta mới nhận ra rằng à, đây mới là nỗi khổ tận cùng. Bởi vì người nông dân vẫn còn một tài sản nữa để bán, đó là hình người và hồn người. Và khi bán những tài sản này đi thì người nông dân mới thực sự là trắng tay. Và vì vậy cho nên đây là nỗi khổ tận cùng nhất. Thì đây chính là cái điểm mới mẻ của nhà văn Nam Cao khi mà khai thác, khi mà xây dựng nhân vật Chí Phèo. Chúng ta đi vào tìm hiểu nhân vật Chí Phèo. Và theo một cái quy trình phân tích nhân vật thì chúng ta bắt đầu từ chỗ là chúng ta tìm hiểu về lai lịch và nguồn gốc của nhân vật. Các em đã đọc văn bản thì các em chắc là cũng nhớ rất rõ về lai lịch và nguồn gốc của nhân vật này. Thứ nhất là về hoàn cảnh xuất thân. Thế thì xuất thân của nhân vật Chí Phèo là như thế nào? Chí Phèo vốn là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, xuất thân là một đứa trẻ mồ côi. Một anh đi thả ống lươn buổi sáng sớm đã nhận được một đứa trẻ trần truồng và xám ngắt trong một cái váy đụp để bên cái lò gạch bỏ không. Thì anh đi thả ống lươn buổi sớm này, anh ấy mang về, anh ấy cho một bà quá mù không con. Bà quá mù này lại tiếp tục bán cho bác phó cối không con. Và cái bác phó cối này chẳng bao lâu sau thì qua đời. Và Chí Phèo phải lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của người dân làng Vũ Đại. Như vậy ngay từ nhỏ đã có một cái hoàn cảnh xuất thân rất là đáng thương. Nào thì mồ côi, nào thì trao qua đổi lại. Và rồi cuối cùng là phải lớn lên trong sự đùm bọc của cộng đồng. Và đến khi lớn lên thì Chí Phèo trở thành một anh nông dân hiền lành, lương thiện. Khi lớn lên thì Chí Phèo trở thành một anh nông dân hiền lành, lương thiện. Cô nhấn mạnh cái chữ lương thiện. Có nghĩa rằng bản chất của Chí Phèo là bản chất tốt đẹp. Và cái sự lương thiện của Chí Phèo được thể hiện qua ba dẫn chứng. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ba cái dẫn chứng này. Cái dẫn chứng đầu tiên, cái biểu hiện lương thiện đầu tiên đó là năm 20 tuổi thì Chí Phèo đi làm canh điền cho nhà Lý Kiến. Làm canh điền cho nhà Lý Kiến. Làm canh điền tức là đi cấy thuê. Chí Phèo không có ruộng đất
và Bá Kiến là địa chủ, là người sở hữu rất nhiều ruộng đất, thì Chí Phèo đến cày thuê, cấy thuê. Và rõ ràng Chí Phèo đang kiếm sống bằng mồ hôi, bằng công sức của mình, thì đó chính là công việc mưu sinh của người lương thiện. Nó sẽ khác với lại cái người không lương thiện, người ta sẽ không đổ mồ hôi đổ công sức đâu, mà người ta nghĩ ra những cái cách kiếm sống có thể là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật khác. Một cái dẫn chứng thứ hai để chứng minh Chí Phèo là người lương thiện, đấy là cái dẫn chứng về lòng tự trọng của Chí Phèo. Nói đến lòng tự trọng của Chí Phèo, các em đã nhớ ra cái dẫn chứng nào chưa? Lòng tự trọng là thể hiện qua cái chi tiết khi mà bà ba của Bá Kiến, được gọi là con quỷ cái dâm dục, cứ gọi Chí Phèo vào, rồi cứ bắt Chí Phèo bóp chân hộ, mà bóp chân lại cứ bắt bóp lên cao, cao nữa. Thế thì Chí Phèo, cái cảm giác của Chí Phèo lúc bấy giờ là gì? Là thấy nhục, chứ yêu đương gì. Và đặc biệt Chí Phèo đã có một cái câu phát ngôn, một cái chân lý sống của mình ấy. Thì cô thấy là đây là một cái dẫn chứng rất là hay. Thì Chí Phèo nói là 20 tuổi, người ta không toàn là đá, nhưng người ta cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì mà người ta khinh. Để nói được câu đấy chứng tỏ Chí Phèo là người có tự trọng, là người có hiểu biết, Chí Phèo là người có nhân cách. Mà có tự trọng thì đấy là cái căn cốt để có thể hình thành nên một cái nền tảng nhân cách tốt đẹp của con người. Một cái dẫn chứng thứ ba để thấy được bản chất lương thiện của Chí Phèo vào cái năm Chí Phèo 20 tuổi này, đấy là cái giấc mơ của Chí Phèo về một mái ấm hạnh phúc. Chí Phèo mơ ước rằng tới đây mình sẽ xây dựng một mái ấm với một người phụ nữ hiền lành nào đó. Chồng thì cuốc mướn cày thuê, vợ thì dệt vải, rồi chúng lại bỏ một con lợn nuôi làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm ba xào ruộng làm. Thế thì đây là cái mơ ước, đúng là giản dị thôi, nhưng đấy là cái mơ ước hạnh phúc đầm ấm của những người lương thiện. Ước mơ của Chí Phèo nó không viển vông kiểu như là sáng trăng trải chiếu hai hàng để anh đọc sách, để nàng quay tơ, hay là một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nó không viển vông, mà cái giấc mơ về mái ấm hạnh phúc này nó rất là thực tế, nó được tạo dựng bằng chính bàn tay lao động của cả hai vợ chồng. Và đấy chính là giấc mơ về mái ấm của người lương thiện. Và cái giấc mơ này cũng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực nếu như Chí Phèo sống trong một xã hội bình thường. Nếu như trong cái xã hội ấy có thể đảm bảo quyền sống và quyền hạnh phúc cho con người, thì ước mơ này hoàn toàn có cơ hội trở thành hiện thực. Thế nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu tiếp cái phần tiếp theo của tác phẩm, thì chúng ta thấy rằng cái ước mơ này đã bị ngăn trở. Bị ngăn trở bởi vì Chí Phèo bị đẩy vào một cái bi kịch rất đau đớn, đó là bi kịch bị tha hóa. Cái bi kịch mà như cô đã nói với các em ấy, là nhà văn Nam Cao rất là khai thác cái bi kịch về mặt tinh thần. Nó không phải bi kịch vật chất nhé, bi kịch về mặt tinh thần. Người nông dân muốn sống lương thiện, muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc của người lương thiện, nhưng mà rồi cuối cùng lại bị đẩy vào con đường tha hóa, trở thành một thằng lưu manh, rồi lại thậm chí trở thành cả một con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai, tìm hiểu về nhân vật Chí Phèo, đó là cái phần bi kịch bị tha hóa. Bi kịch bị tha hóa của Chí Phèo được chia thành hai đoạn. Cái đoạn thứ nhất, Chí Phèo bị tha hóa từ người nông dân hiền lành lương thiện như chúng ta vừa chứng minh, trở thành một thằng lưu manh. Và cái lần tha hóa thứ hai là từ thằng lưu manh lại tiếp tục bị tha hóa trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng cái lần tha hóa này của nhân vật. Hoa thị thứ nhất, bị tha hóa. Từ người nông dân lương thiện. Trở thành thằng lưu manh. Thế thì nguyên nhân để đẩy Chí Phèo từ một cái người lương thiện như thế, lương thiện vào năm 20 tuổi ấy, trở thành thằng lưu manh là vì ai, là vì đâu? Nguyên nhân vì ai và vì đâu? Thì các em đọc tác phẩm thì các em thấy rất rõ rồi. Nó bắt đầu từ cái sự lẳng lơ của bà ba, của Bá Kiến,
rồi dẫn đến cái sự ghen tuông vô lý của Bá Kiến. Và vì ghen tuông cho nên là Bá Kiến sẵn sàng cho Chí Phèo vào tù. Và vào tù không phải là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, mà vào tù tới 7, 8 năm. Vậy thì từ cái chi tiết này các em sẽ thấy rõ cái tội ác của giai cấp thống trị, cái quyền lực tối thượng của giai cấp thống trị. Và vì có quyền lực tối thượng ấy cho nên chúng có thể ngang nhiên gây ra những cái sự bất công vô lý, ngang trái trong xã hội. Nhưng chỉ một mình Bá Kiến đẩy Chí Phèo vào tù không thôi thì cũng chưa đủ để Chí Phèo tha hóa thành thằng lưu manh. Bởi vì chức năng của nhà tù là cải tạo, là giáo dục con người, giáo dục những phạm nhân. Thế nhưng mà có điều khi Chí Phèo vào tù thì cái nhà tù này lại là nhà tù rất là đặc biệt. Đây là nhà tù của xã hội thực dân phong kiến. Nhà tù này đặc biệt ở chỗ nó không cải tạo, không giáo dục con người, mà nó thực hiện một quy trình ngược lại. Nó đón Chí Phèo vào khi Chí Phèo là một người lương thiện bị bắt oan, bị kết án oan, bị tù oan. Thế nhưng sau 7-8 năm nó nhào nặn, và nó nhào nặn để đến lúc nó trả Chí Phèo ra khi Chí Phèo đã kịp biến thành một thằng lưu manh, một thằng lưu manh hoàn toàn. Vậy thì ở đây nguyên nhân là do, thứ nhất là do Bá Kiến, và thứ hai là do gì đấy? Do nhà tù. Và nhớ rằng đây là nhà tù của xã hội thực dân phong kiến. Và từ hai nguyên nhân này thì các em sẽ phần nào các em nhận diện ra được cái bộ mặt thật của xã hội đương thời. Cái xã hội đương thời đấy là một xã hội bất công, một xã hội ngang trái, một xã hội vô lý, và quyền lực thì nằm trong tay giai cấp thống trị. Vì hai nguyên nhân này mà Chí Phèo bị tha hóa thành thằng lưu manh. Vậy thì cái biểu hiện của sự lưu manh ấy như thế nào? Chúng ta sang cái ý thứ hai. Biểu hiện của sự lưu manh. Biểu hiện thứ nhất là về mặt nhân hình. Nhân hình. Khi mà trở thành thằng lưu manh thì nhân hình của Chí Phèo sẽ không bình thường nữa, mà nó có những cái nét rất là dữ dằn mà nhà văn Nam Cao đã miêu tả rất kỹ. Và chắc là các em cũng sẽ rất nhớ vì nó khá là ấn tượng. Cái nhân hình ấy trước hết là ở gương mặt. Gương mặt. Cái đầu thì chọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà lại rất cơm cơm, hai mắt thì gườm gườm, trông gớm chết. Các em cứ thử hình dung xem, khi mà chúng ta gặp một con người mà có cái bộ dạng như vậy, chúng ta có cái phần nào đấy rất là ngại ngần. Đầu thì chọc lốc này, rồi là mắt thì đen mà lại cương cương, mắt thì lại gườm gườm, nhìn thấy là sợ rồi. Và đặc biệt có cái chi tiết là răng cạo trắng hớn thì có lẽ là các em hơi lạ, đúng không? Răng cạo trắng hớn là thế nào? Thì chúng ta phải đặt vào cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Người Việt Nam ta có phong tục ăn trầu và nhuộm răng đen. Ai cũng nhuộm răng đen. Và đẹp thì phải là răng đen nhưng nhức hẳn na. Thế thì giữa những người mà nhuộm răng đen như vậy thì tự nhiên có một người cạo răng trắng, tức là đã từng nhuộm răng đen như mọi người khác, nhưng sau đó cạo thành trắng, tự dưng họ trở thành gì đấy, lập dị, khác biệt với những người khác. Thì cũng giống như ví dụ như ngày hôm nay trong lớp của chúng ta có một bạn tự nhiên mà lại nhuộm răng đen bước vào giữa những người răng trắng như thế này, chúng ta có thấy sợ không? Thì đấy chính là gì đấy, hình ảnh của Chí Phèo lúc bấy giờ. Và thứ hai là trang phục, biểu hiện về cái sự lưu manh về nhân hình ấy đã thể hiện ở trang phục của Chí Phèo. Chí Phèo ăn mặc như thế nào? Mặc một cái quần nái đen, đây thì trang phục bình thường của người Việt Nam thời ấy. Nhưng mà lại mặc thêm gì đấy? Cái áo tây vàng phanh ngực. Cái áo tây vàng, áo màu vàng, màu rất rực rỡ, rất chói lọi, rồi lại phanh cúc áo ra, phanh ngực ra. Và khi phanh ngực ra thì để lộ một cái thân hình với những hình xăm, những hình chạm trổ. Hình xăm là một ông tướng cầm chùy trông gớm chết, rồi cả những cái hình chạm trổ rồng phượng. Thì rõ ràng đây là một cái chân dung gì đấy, không phải chân dung của một người lương thiện nữa, mà đây chính là chân dung gì đấy, chân dung dữ dằn của một thằng lưu manh. Đây là cái chân dung dữ dằn của một cái thằng lưu manh. Thứ hai, cái biểu hiện thứ hai của sự lưu manh đấy, đấy chính là về nhân tính. Khi đi tù ra, các em sẽ thấy Chí Phèo có một loạt những hành động sau đây để cho thấy rằng Chí Phèo không còn là người lương thiện nữa, mà đích thực là một kẻ hung hăng, liều lĩnh, đích thực là một thằng lưu manh. Cái biểu hiện đầu tiên về nhân tính là sau khi ở tù ra, Chí Phèo uống rượu.
không phải là uống một chén, hai chén có thể để làm cho gia vị cho bữa ăn, không phải như thế. Mà uống thế nào đấy? Uống từ trưa đến xế chiều, cái thời gian uống rất dài nhá, từ trưa đến xế chiều và uống cho đến lúc gì đấy? Say khướt. Uống cho say khướt. Sau khi uống say khướt xong thì Chí Phèo tiếp tục xách cái vỏ chai ở hàng rượu ấy, ngật ngưỡng đến nhà Bá Kiến. Và đến để làm gì? Đến để chửi bới, gọi tận tên tục ra mà chửi. Đến để chửi bới. Gọi tận tên tục ra mà chửi. Tức là thế nào? Bá Kiến là tiên chỉ của làng Vũ Đại. Đây là người có quyền lực tối thượng ở toàn bộ cái vùng này. Người ta rất sợ Bá Kiến. Và cái sợ ấy nó thể hiện thành một cái sự kính cẩn. Có thể nói là kính cẩn hơi mê muội của người nông dân. Người ta không dám gọi tên. Người ta chỉ gọi là cụ hoặc là cụ Bá. Chỉ gọi thế thôi, gọi bằng chức danh, thể hiện cái sự tôn trọng. Thế nhưng riêng Chí Phèo, lúc này đến thì Chí Phèo gọi là gì đấy? Gọi hẳn tên ra, gọi hẳn tên tục ra, tên cúng cơm ra. Và chửi, chửi lại là chửi ngoang mắt làm sao, sướng miệng làm sao. Người dân trong làng nghe họ thấy hả dạ lắm. Bởi vì xưa nay người ta chỉ nghe thấy bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, nhà Bá Kiến chửi mọi người. Hôm nay họ lại được nghe một người khác chửi nhà Bá Kiến. Họ hả lắm, bởi vì mỗi người đều có một cái mối thâm thù riêng. Mỗi người đều có những cái nỗi niềm riêng do Bá Kiến gây ra. Họ nghe thấy họ hả lắm. Chửi bới, chửi sướng miệng thì thôi. Sau khi chửi thì Lý Cường là con trai của Bá Kiến. Lúc bấy giờ Bá Kiến không có nhà, Lý Cường ra để ngăn cản. Và chính vì vậy cho nên là Chí Phèo có cơ hội để mà gây sự và đánh nhau. Từ chửi bới chuyển sang gây gổ đánh nhau. Tiếng đấm, tiếng đá bình bịch, thôi cứ gọi là tan xương. Sau khi đánh nhau xong, cảm thấy là vẫn chưa nhận được những cái sự ủng hộ, cái sự đồng thuận từ phía dân làng, thì Chí Phèo chuyển lên một mức cao hơn, đấy là ăn vạ. Ăn vạ. Ăn vạ một cách nào đây? Đánh nhau với Lý Cường thì cũng chưa phải là đã phân thắng bại đâu, mà chắc là cũng không đau lắm đâu. Nhưng mà Chí Phèo ăn vạ để cho dân làng, thu hút cái sự chú ý của dân làng. Chí Phèo vừa nãy xách cái vỏ chai đi theo và bây giờ là đến lúc dùng đến cái vỏ chai. Chí Phèo đập cái vỏ chai ra và nhặt những cái mảnh vỏ chai ấy cào lên mặt, máu ra loe loét trông gớm chết. Và vừa cào vừa lăn lộn dưới đất, vừa kêu là ôi giời ơi, nó giết chết tôi, nó đánh tôi, vân vân. Đấy là cái cách ăn vạ đấy, để làm sao dân làng sẽ chú ý vào mình và dân làng sẽ ủng hộ mình. Và giữa cái lúc ăn vạ như vậy thì Bá Kiến về. Bây giờ Bá Kiến mới về. Thực ra nếu như Bá Kiến mà về sớm hơn thì câu chuyện không bị đẩy đến tình trạng như thế này. Bởi vì Bá Kiến là một cái tên cáo già nham hiểm, cực kỳ khôn ngoan. Và Chí Phèo không phải là đối thủ của Bá Kiến. Chắc chắn là Bá Kiến sẽ dừng được cái hành vi này ngay từ đầu, biết cách chấn áp ngay từ đầu. Nhưng bây giờ mới về thì Bá Kiến đến để hỏi Chí Phèo. Và Chí Phèo nằm ở dưới đất, mắt lim dim nhưng mà miệng thì vẫn rất là đầy khẩu khí. Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đi thôi. Đây là gì đấy? Thách thức. Mà thách thức ai? Thách thức Bá Kiến, một cái người được xem là tiên chỉ của làng Vũ Đại, là tổng, là lý trưởng, rồi là chánh tổng, một cái người khét tiếng cả trong hàng huyện, ai cũng sợ. Thế mà Chí Phèo dám thách thức. Như vậy rõ ràng tất cả những cái biểu hiện này các em đều thấy Chí Phèo là cái người thế nào đây? Rất là hung hăng, rất là liều lĩnh. À, vậy thì từ cái nhân hình dữ dằn này, từ cái nhân tính hung hăng liều lĩnh này thì chúng ta đã có thể kết luận lại Chí Phèo không còn là người lương thiện nữa, mà đúng là Chí Phèo đã trở thành gì đấy? Trở thành một thằng lưu manh. Đấy là lần tha hóa thứ nhất. Nhưng mà Chí Phèo không dừng lại ở đây. Không chỉ dừng lại cái sự tha hóa ở đây, mà có lẽ đây mới là sự khởi đầu thôi. Chí Phèo tiếp tục bị tha hóa lần thứ hai, bị tha hóa từ thằng lưu manh trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Hoa thị thứ hai. Bị tha hóa từ thằng lưu manh. Trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Quỷ mà là quỷ dữ. Thằng lưu manh bị tha hóa thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại như thế nào? Thì chúng ta lại cũng giữ nguyên lại cái cấu trúc như chúng ta đã tìm hiểu trong cái lần tha hóa thứ nhất. Thứ nhất là tìm hiểu nguyên nhân, thứ hai là tìm hiểu biểu hiện. Nào vậy thì thứ nhất về nguyên nhân. Nếu như lần trước
Nguyên nhân tha hóa Chí Phèo từ người nông dân lương thiện trở thành thằng lưu manh là do bá kiến và do nhà tù. Thì bây giờ nguyên nhân tha hóa từ thằng lưu manh thành con quỷ dữ là do ai đây? Lại vẫn là do bá kiến. Thứ nhất là do bá kiến. Thế chúng ta lại đặt ra câu hỏi, tại sao bá kiến lại phải tha hóa Chí Phèo thành con quỷ để làm gì? Nhằm mục đích gì? Thì cái này chúng ta lại phải tìm hiểu một chút về làng Vũ Đại ngày ấy. Thì làng Vũ Đại ngày ấy như thế nào? Đó là một cái mảnh đất quần ngư tranh thực, nghĩa là đàn cá tranh mồi. Tuy bá kiến là cụ tiên chỉ của làng Vũ Đại, là tổng lý ở cái làng này, ở cái vùng này, nhưng không phải cứ thế yên vị ngồi cái vị trí ấy mà hưởng lộc, không phải như thế. Bởi vì cái vị trí ấy có nhiều quyền lợi quá, có nhiều quyền lực quá, cho nên rất nhiều người muốn lật đổ bá kiến để thay thế. Và lúc bấy giờ trong làng Vũ Đại thì có 4 phe cánh. Ngoài bá kiến thì còn có 3 phe cánh khác đang nổi lên. Phe cánh thứ nhất là của Tư Đạo, phe cánh thứ hai là của Bát Tùng, và phe cánh thứ ba là của Đội Tảo. Trong các phe cánh ấy thì bá kiến đặc biệt kiêng nể phe cánh của Đội Tảo. Bởi vì Đội Tảo là một cái người có học, và bá kiến có cái phần là hơi ngại. Và để giữ được cái ngôi vị của mình, để giữ được cái vị trí đứng đầu của mình, thì bá kiến có một cái kế sách. Sở dĩ phe cánh của ông lấn át được các phe cánh khác là vì ông biết dùng những thằng đầu bò để trị những thằng đầu bò. Ông biết thu phục những thằng lưu manh, những thằng bạt mạng, không sợ đi tù và không sợ chết. Thu phục những thằng ấy trong tay, và khi cần thì nó có thể tác oai tác quái, khi cần nó có thể gây sự. Và như vậy thì thế lực của bá kiến trở nên mạnh hơn. Và trước đây thì bá kiến đang có một thằng đầu bò trong tay mình, đó là Binh Chức. Nhưng vừa mới năm ngoái thôi, Binh Chức lại lăn ra chết. Nghĩa là lúc này bá kiến đang cần một người thay thế Binh Chức, và Chí Phèo xuất hiện. Chí Phèo đang có rất nhiều tố chất đấy để thay thế Binh Chức. Và vì vậy cho nên là bá kiến đã ngay lập tức xoa dịu Chí Phèo. Khi mà Chí Phèo đến cái lần đầu tiên này, đến để gây sự, đến để ăn vạ, đến để liều chết với bố con nhà mày để trả thù, thì bây giờ là bá kiến xoa dịu. Bá kiến giải tán dân làng, cả các ông các bà nữa về đi thôi chứ. Rồi là gọi Chí Phèo dậy, rồi là mắng các bà vợ đang xưng xỉa trực tân công, rồi là mắng cả ai nữa, mắng cả thằng con Lý Cường đâu, tội mày đáng chết, vân vân. Và sau đó thì có những cái hành động gọi là rất là ân cần với Chí Phèo, bảo rằng ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy, nhận họ nhận hàng. Chí Phèo chả biết họ hàng ra làm sao cả, nhưng nghe như thế thì cũng thấy thích. Mình họ hàng với lại bá kiến cơ mà, và mình lại đang được đối xử rất là nhũn nhặn như thế này, nghĩa là mình cũng có một cái vai vế nào đấy. Thế là Chí Phèo cũng dần dần xóa mờ đi cái mục đích trả thù. Rồi sau đó thì bá kiến thết gà, đãi rượu, thậm chí trước khi ra về còn đãi thêm đồng bạc. Và Chí Phèo khi cầm cái đồng bạc ấy ra về thì Chí Phèo nghĩ là gì? À, bá kiến dại quá, cho mình đồng bạc. Cần gì đồng bạc ấy? Cái vết cào trên mặt này chỉ cần bài thuốc lá là xong. Bài thuốc lá đã học được ở trong tù, nhai mấy cái lá ra đắp lên mặt rồi nó sẽ tự lành. Cần gì một đồng bạc? Đồng bạc ấy để mà uống rượu. Chí Phèo nghĩ là bá kiến dại, nhưng thực ra là ai dại đây? Thực ra là Chí Phèo dại. Chí Phèo đang bị bá kiến lợi dụng. Và thế là Chí Phèo ra về hả hê, quên mục đích trả thù. Đấy, thứ nhất là về phía bá kiến thì đang cần lợi dụng Chí Phèo. Nhưng mà nếu chỉ một mình bá kiến không thôi thì cũng không thể tha hóa được Chí Phèo đâu. Nếu như bá kiến định tha hóa các bạn ngồi đây thì sẽ không tha hóa được, mà chỉ tha hóa được Chí Phèo thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Chí Phèo là một người nông dân thất học, khờ khạo, u mê. Vậy thì tại cả Chí Phèo nữa, tại cái sự khờ khạo u mê ấy, tại cả Chí Phèo. Đấy, khờ khạo u mê cho nên là mình nhanh chóng bị xoa dịu, bị xóa mờ cái mục đích trả thù ban đầu, và Chí Phèo nhanh chóng quên đi, rồi là hả hê ra về. Nhưng mà hả hê ra về, tiêu cái đồng bạc ấy, uống rượu bằng cái đồng bạc ấy được mấy ngày lại hết. Hết thì bây giờ lại gì đấy? Rồi người ta gọi là quen mui rồi. Chí Phèo lại quay lại nhà bá kiến, lại quay lại để đòi hỏi tiếp. Và lần này quay lại nhà bá kiến, đây là lần thứ hai đấy. Đến nhà bá kiến thì Chí Phèo cầm theo một con dao, cứ ngồi tỉ mẩn gọt cái cạnh bàn. Và vừa gọt cạnh bàn vừa nói thục thẳng: từ ngày cụ cho con đi ở tù đến giờ, con lại sinh ra thích đi ở tù. Ở tù thì còn có chỗ mà ở, còn có cái mà ăn. Chứ bây giờ về làng, về nước, một thước cắm rủi không có, chả làm gì nên ăn. Cho nên là hôm nay con lại đến đây, con lại xin cụ cho con đi ở tù. Và nếu như cụ không cho con đi ở tù thì con sẽ đâm chết dăm ba thằng để được đi ở tù. Đâm chết dăm ba thằng là ai đấy? Trong đấy chắc chắn là có bá kiến ấy. Đấy là một cách
đe dọa Bá Kiến, uy hiếp Bá Kiến. Nhưng mà như cô đã nói rồi, Chí Phèo không bao giờ là đối thủ của Bá Kiến cả. Bá Kiến khôn ngoan lắm. Nghe câu ấy là Bá Kiến cười ha ha. Anh này nói lạ, ai thích ở tù bao giờ? Mà tưởng gì anh thích có nhà ở gì? Được thôi, đội Tảo đang vay tôi 50 đồng đấy. Anh sang anh đòi tôi 50 đồng, đòi được, tự nhiên có nhà. Thế thì Chí Phèo nghe thấy thích quá, đi ngay. Chả cần biết đội Tảo là ai, chưa cần biết đội Tảo là ai, cũng không biết đội Tảo là ai cả, có thế lực như thế nào cả. Thế là đi. Đi thì hôm đấy là một ngày rất may mắn của Chí Phèo. Sang nhà đội Tảo thì may quá, đội Tảo ốm nặng, ốm bê bết không dậy được và cũng không biết gì. Khi mà Chí Phèo lại bắt đầu cái bài chửi bới vân vân này thì đội Tảo không biết, cho nên là không ra để trấn át và cũng không có những cái kế sách nào đấy để ngăn chặn Chí Phèo. Nhưng mà bà vợ của đội Tảo thì đàn bà vốn ghét lôi thôi và bà suy tính rất nhanh. Đúng là chồng mình có nợ người ta thật. Mà bây giờ nếu mà không trả cho nó ấy, nó mà gây ra cái sự vụ lôi thôi gì ấy, thì còn mất đến vài lần 50 đồng nữa. Thôi tốt nhất là trả đi cho xong. Thế là bà giấu chồng và mang tiền ra bà đưa Chí Phèo. Ở đây thì nói như theo cái cách của ca dao ấy, người ta gọi là thứ nhất sợ kẻ cố cùng, thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Như vậy bà vợ đội Tảo bà sợ Chí Phèo là sợ kẻ cố cùng liều thân. Nhưng mà Chí Phèo lại tưởng mình là anh hùng, tưởng là người ta sợ mình thì thấy mình là anh hùng. Thế là rất là tự tin, đi ra về, cầm 50 đồng ra về và được Bá Kiến thực hiện đúng như đã hứa. Bá Kiến cho luôn một cái mảnh vườn 5 sào mà Bá Kiến đã thu được từ một cái người mà thiếu xu thuế từ vụ trước. Thế giờ cho Chí Phèo ra đây ở cạnh bờ sông. Và từ đây thì Chí Phèo có nhà, có chỗ để ở rồi. Và Chí Phèo coi như là trở thành tay chân cho Bá Kiến. Từ đây là nhất làm theo lời Bá Kiến, trở thành tay sai đắc lực của Bá Kiến. Và chúng ta có thể nói là Chí Phèo đang dần dần bán lẻ linh hồn của mình đi. Mỗi lần lấy 5 hào, lấy 3 hào, tức là cứ thực hiện những hành động tội ác thì được trả tiền, được duy trì sự sống cho mình. Thì đấy là cái điều cũng rất là, có thể nói là rất là tội nghiệp. Vì Chí Phèo khờ khạo u mê, Chí Phèo không nhận thức được. Thì đấy là nguyên nhân. Và thứ hai, chúng ta tìm hiểu về cái biểu hiện của sự tha hóa. Biểu hiện của sự tha hóa thì cô cũng giữ nguyên lại cái cấu trúc như thế này. Tức là cái sự tha hóa về nhân hình và thứ hai là sự tha hóa về nhân tính. Thứ nhất, về nhân hình, nhà văn Nam Cao đã rất là dụng công để khắc họa lại chân dung của Chí Phèo một lần nữa. Và khi khắc họa lại chân dung của Chí Phèo một lần nữa thì bây giờ cái chân dung ấy nó không phải là chân dung dữ dằn của một con người như trước kia, mà nó trở thành cái chân dung của một con vật lạ. Đó là cái mặt thì vàng vàng mà muốn sạm màu do, nó vằn dọc vằn ngang không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo. Thì các em thấy rằng cái gương mặt lần trước dẫu dữ dằn nhưng vẫn là gương mặt của một con người. Còn đến lần này thì cái gương mặt đấy không còn phải là mặt người nữa, mà trở thành mặt của một con gì đấy, con vật lạ. Thế rất là đau đớn, nhưng mà Chí Phèo không ý thức được. Đấy là về nhân hình. Thứ hai là về nhân tính. Cái biểu hiện tha hóa về nhân tính ở Chí Phèo là như thế nào? Các em sẽ thấy là Chí Phèo triền miên trong những cơn say. Bây giờ là Chí Phèo triền miên trong những cơn say. Cái biểu hiện thứ nhất nhé. Biểu hiện thứ nhất là Chí Phèo triền miên trong những cơn say. Ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, tỉnh dậy vẫn còn đang say, và lại gì đấy, uống tiếp khi mà chưa hết say. Và như vậy thì cái cuộc đời của Chí Phèo nó biến thành một cơn say dài mênh mông, không đầu không cuối. Và cơn say này nó kéo dài khoảng bao nhiêu năm nhỉ? Từ khi Chí Phèo đi ở tù về, lúc Chí Phèo đi tù là 20 tuổi, khi Chí Phèo đi ở tù về là khoảng 27-28 tuổi. Bởi vì cái thời gian ở tù là 7-8 năm. Và khi mà Chí Phèo tỉnh rượu, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau ấy, lúc bây giờ là Chí Phèo đã ngoài 40 tuổi. Nghĩa là cái cơn say này nó kéo dài khoảng 15 năm. Cơn say kéo dài mênh mông, chưa một lúc nào tỉnh trong suốt 15 năm ấy.
say triền miên. Và cái bi kịch là chỗ khi mà Chí Phèo say thì hắn sẽ làm bất cứ cái gì mà người ta sai hắn làm. Thế Bá Kiến sai Chí Phèo làm gì? Sai Chí Phèo gây tội ác. Nào, gây tội ác. Gây tội ác đấy là trấn áp bóc lột của dân làng Vũ Đại, là trấn áp bóc lột của những người mà trước đây đã cưu mang, đã nuôi lớn Chí Phèo. Chí Phèo đã đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, đã đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đã làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người dân lương thiện. Và Chí Phèo làm tất cả những việc ấy là trong khi Chí Phèo đang gì? Đang say. Say thì mới có thể có đủ sức mạnh, có đủ sự liều lĩnh để thực hiện những hành vi tội ác. Và có một cái dẫn chứng rất là rõ ràng nữa ở cái đoạn mở đầu tác phẩm của các em ấy, cái đoạn nói về cái sự tha hóa về nhân tính ở Chí Phèo khi Chí Phèo trở thành con quỷ dữ. Đấy là cái đoạn mà Chí Phèo hắn vừa đi vừa chửi. Đây là một cái đoạn văn rất ấn tượng. Hắn vừa đi vừa chửi. Đầu tiên là hắn chửi trời có hề gì, trời có của riêng nhà nào. Thế là hắn chửi đời. Đời là tất cả nhưng đời cũng chẳng là ai. Thế là hắn chửi tất cả người dân làng Vũ Đại. Nhưng mà người dân làng Vũ Đại ai cũng nhủ chắc hắn chửi mình ra. Thế là Chí Phèo chửi gì đấy? Chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Thế thì tức quá, thế có phí rượu không? Thế là Chí Phèo chửi cha đứa nào, chửi đứa chết mẹ nào đã đẻ ra Chí Phèo để cho hắn khổ như thế này. Đấy, cái tiếng chửi đấy, các em sẽ thấy là những cái tiếng chửi nó gây ấn tượng với các em là vì sao? Là vì Chí Phèo chửi tất cả mọi đối tượng, không chửi một ai, chửi cả cái người đẻ ra mình. Vậy thì trong tiếng chửi ấy, nó hàm chứa những cái ẩn ý gì? Trong tiếng chửi ấy các em thấy được cái sự phản ứng của Chí Phèo với cái cuộc đời này. Chí Phèo cảm thấy cuộc đời quá là bất công với mình. Đấy là sự phản ứng, đấy là sự bất mãn với cuộc đời. Và cũng trong tiếng chửi ấy các em còn thấy điều gì nữa? Các em chú ý nhé, đối tượng tiếng chửi cứ thu hẹp dần. Đầu tiên là trời, sau đó là đời, sau đó là cả làng Vũ Đại, sau đó là gì? Những ai không chửi nhau với Chí Phèo. Và cuối cùng là đứa chết mẹ nào đã đẻ ra Chí Phèo. Các đối tượng cứ thu dần, thu dần, thu dần. Có nghĩa là thế nào đấy? Chí Phèo đang rất mong muốn động chạm đến một ai đó để nghe được tiếng chửi lại của bất kỳ một người nào. Và đây chính là cách mà Chí Phèo giao tiếp với cộng đồng. Chí Phèo không thể đối thoại với họ được, không thể nói chuyện với họ được. Chí Phèo chỉ có thể chửi nhau với họ. Nhưng mà có điều, người dân làng Vũ Đại không ai xem Chí Phèo là người, cho nên là ngay cả chửi lại họ cũng không chửi. Cho nên đáp lại lời Chí Phèo thì cuối cùng chỉ có tiếng sủa của vài con chó dữ, không ai đáp lời hết. Vậy thì ở đây, ngoài cái tiếng chửi này, ngoài cái việc cho thấy cái sự phản ứng bất mãn của Chí Phèo với cuộc đời, các em còn thấy cả cái sự cô độc đến cùng cực của Chí Phèo. Khi mà không ai xem Chí Phèo là người, không một ai xem Chí Phèo là người đã, vì Chí Phèo đã thực sự là gì đấy? Là quỷ. Như vậy đến đây các em thấy là Chí Phèo đã bước hết ranh giới của một con người để chuyển sang ranh giới của một con quỷ. Cụ thể hơn, đấy là con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Và sau khi tìm hiểu xong toàn bộ cái phần bi kịch tha hóa này, tha hóa từ người nông dân lương thiện thành thằng lưu manh, rồi lại tiếp tục tha hóa từ thằng lưu manh trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, thì các em có thể chốt lại cho cô một cái ý nghĩa, một cái giá trị của cái phần này. Ý nghĩa, một cái thông điệp mà nhà văn Nam Cao muốn gửi gắm đằng sau bi kịch đau thương của người nông dân trước cách mạng. Nhà văn Nam Cao muốn gửi gắm thông điệp gì đây? Tức là nhà văn đã gì đấy? Đã phơi bày, đã lên án, đã tố cáo cái bộ mặt thật của xã hội lúc bấy giờ. Lên án, tố cáo giai cấp thống trị với quyền lực tối thượng trong tay mình đã gây ra bao nhiêu bất công ngang trái. Và cụ thể ở đây là gì đấy? Đã đẩy người nông dân vào cái tình trạng là bị tước đoạt cả hình người, tước đoạt cả hồn người. Và đấy là cái nỗi đau tận cùng của con người. Thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần bi kịch bị tha hóa của nhân vật. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang tìm hiểu phần tiếp theo về nhân vật Chí Phèo. Đó là phần Chí Phèo hồi sinh sau khi bị tha hóa. Các em sẽ thấy rằng nhà văn Nam Cao khi mà viết về cái sự tha hóa của nhân vật Chí Phèo không phải là cố tình bôi nhọ người nông dân, mà từ cái sự tha hóa ấy thì nhà văn Nam Cao đã thể hiện niềm tin vào bản chất người tốt đẹp của con người. Chỉ cần cho họ cơ hội là cái phần người ấy nó sẽ sống dậy và sống dậy một cách mạnh mẽ. Thì cái phần sự hồi sinh của Chí Phèo sẽ cho các em thấy rất rõ điều đó. Vậy thì người ta hay nói rằng từ chỗ là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, bây giờ Chí Phèo lại muốn làm người lương thiện,
lại quay về làm người lương thiện. Thì đấy là một cái sự thay đổi nó rất là nhanh chóng, sự thay đổi ấy nó rất là đặc biệt, và đó là cái sự thử thách ngòi bút của nhà văn. Làm thế nào mà nhân vật quay ngược 180 độ từ quỷ quay về làm người mà lại rất là tự nhiên, mà lại thuyết phục được người đọc. Thế thì bắt đầu từ chỗ là nhà văn Nam Cao đã lý giải những nguyên nhân rất là cụ thể, và lý giải những cái nguyên nhân nó cũng rất là thuyết phục. Cái nguyên nhân đầu tiên, chúng ta sẽ đi phân tích nguyên nhân đã này. Cái nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là vì Chí Phèo tỉnh rượu. Tỉnh rượu. Chúng ta đã biết rằng Chí Phèo trước đây khi mà là quỷ dữ, Chí Phèo triền miên trong những cơn say, và cái cuộc sống của Chí Phèo nó biến thành một cơn say dài mênh mông không đầu không cuối. Và giữa cơn say ấy thì tự nhiên Chí Phèo tỉnh rượu là vì sao? Là vì sau cái hôm mà gặp gỡ với Thị Nở ấy, thì cũng chính trong đêm ấy Chí Phèo bị cảm lạnh, nôn mửa. Và vì cảm lạnh nôn mửa cho nên Chí Phèo kinh rượu như người ốm sợ cơm. Kinh rượu đương nhiên là không uống, mà không uống thì đương nhiên là tỉnh rượu. Và khi Chí Phèo tỉnh rượu thì Chí Phèo bắt đầu có những cái nhận thức. Nhận thức về không gian căn lều của mình, nhận thức về thế giới xung quanh mình, rồi nhận thức cả về tình trạng của bản thân mình. Đấy, vậy thì thứ nhất là Chí Phèo nhận thức về thế giới xung quanh. Thế giới xung quanh của Chí Phèo là gì? Là ánh sáng, là âm thanh. Là ánh sáng, là âm thanh. Chí Phèo nhận thấy rằng cái không gian căn lều của mình sống ấy, đấy là cái căn lều rất là tối tăm. Ở đây người ta gặp trưa, người ta gặp chiều lúc xế trưa, và gặp đêm khi bên ngoài vẫn sáng. Ở căn lều này bao giờ cũng tối hơn bên ngoài. Đây là một cái căn lều ẩm thấp và tối tăm. Và vì vậy cho nên Chí Phèo suy đoán, nhìn cái ánh nắng bên ngoài nó chiếu vào căn lều của mình, thì Chí Phèo bắt đầu suy đoán mặt trời chắc đã lên cao và nắng chắc là rực rỡ. Đấy là cái cảm nhận của Chí Phèo về thế giới quanh mình đấy, từ cái ánh sáng nó hắt vào căn lều của Chí Phèo. Và thứ hai là Chí Phèo cảm nhận, nhận thức về âm thanh. Âm thanh đó là gì? Có ba âm thanh. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá. Đấy, tiếng chim ríu rít, tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, mà nghe thấy âm thanh ấy thấy đấy là âm thanh vui. Có lẽ là bởi vì chính trong lòng Chí Phèo đang vui. Âm thanh thứ hai là nghe thấy tiếng của những người đàn bà đi bán vải ở Nam Định về. Họ đang hỏi nhau, vải hôm nay bán mấy, kém ba xu gì ạ, vân vân. Và âm thanh thứ ba là nghe thấy cái tiếng mà anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những âm thanh ấy hôm nào mà chả có, ngày nào mà chả có, đây chỉ là những âm thanh thường nhật của cuộc sống đời thường thôi. Nhưng chỉ hôm nay Chí Phèo nghe thấy, bởi vì chỉ hôm nay Chí Phèo mới hết say. Trong những cái ngày tháng say sưa ấy, Chí Phèo đã bị mù điếc về tâm hồn. Và hôm nay thì Chí Phèo tỉnh táo. Tỉnh táo để mà nhận rằng cuộc sống quanh mình là ánh sáng rực rỡ, là âm thanh rộn ràng, để thấy rằng cái cuộc sống quanh mình sao mà tươi đẹp đến thế. Và không chỉ nhận thức về thế giới xung quanh, Chí Phèo còn nhận thức về chính bản thân mình. Và đây là cái nhận thức rất là cay đắng. Chí Phèo nhận thức về bản thân mình, nhớ về quá khứ. Đầu tiên là nhớ về quá khứ. Quá khứ ấy xa rồi, nhưng đó là quá khứ rất đẹp. Quá khứ ấy có một Chí Phèo có lòng tự trọng. Lòng tự trọng biết phân biệt cái cảm giác nhục dục xấu xa thấp hèn với tình yêu chân chính. Cái quá khứ mà Chí Phèo đã từng có lần tuyên bố là 20 tuổi người ta không là đá, nhưng người ta không toàn là xác thịt, người ta không thích cái gì mà người ta khinh. Quá khứ ấy là một Chí Phèo có ước mơ về một mái ấm hạnh phúc bình dị của người lương thiện, chồng cúc mướn cày thuê, vợ dệt vải, rồi lại bỏ một con lợn nuôi làm vốn liếng khá giả thì vua dăm ba xào ruộng làm. Quá khứ ấy đẹp lắm, nhưng mà quá khứ ấy đã vĩnh viễn khép lại rồi. Có quay về thì cũng chỉ là bằng tưởng tượng mà thôi, bằng hồi tưởng mà thôi. Và không thể bám víu vào quá khứ được, cho nên Chí Phèo đành phải đối mặt với hiện tại. Hiện tại đây, hiện tại của mình là thế nào? Hiện tại của Chí Phèo là thế nào?
Các em sẽ thấy hiện tại đấy là một số 0. Đầu tiên là số 0, số 0 tròn trịa bao trùm đến Chí Phèo. Không nhà cửa, không gia đình, không vợ con, không người thân thích. Cô nói không nhà cửa là vì sao? Bá Kiến có cho Chí Phèo một cái mảnh vườn 5 sào ở cạnh bãi sông đấy, nhưng mà chỉ cho Chí Phèo ở khi mà Chí Phèo là tay sai trong tay Bá Kiến. Còn nếu một ngày nào đó Chí Phèo không đủ sức làm tay sai nữa thì cái mảnh vườn đấy cũng chẳng phải là của Chí Phèo nữa. Không tài sản, không gia đình, không người thân thích, không vợ con. Và cái điều này rất là đáng sợ. Một số 0 tròn trịa bao trùm. Và không chỉ là số 0, Chí Phèo còn nhận thấy rằng thậm chí nó còn là số âm. Bởi vì Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn. Chí Phèo đã nhận ra rằng cái trận ốm ấy, cái trận ốm này nó chính là một cơn mưa gió cuối thu báo hiệu mùa đông sắp đến. Báo hiệu Chí Phèo sắp già rồi. Chí Phèo đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời rồi. Rất là đáng lo lắng. Và khi mà nghĩ đến hiện tại như vậy thì Chí Phèo bắt đầu lo lắng. Khi mà bắt đầu nghĩ xa hơn đến tương lai, Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn. Tuổi già ấy là gì? Tuổi già ấy là đói rét, ốm đau và cô độc. Cái này, tức là cái sự cô độc ấy, còn đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau. Chí Phèo lo sợ lắm. Đấy, quá khứ đẹp đẽ thì khép lại rồi. Hiện tại thì là số 0, là số âm. Còn tương lai thì bấp bênh. Tương lai thì rất là đáng ngại. Đói rét, ốm đau và cô độc cả ba thứ ấy mà nó bao vây Chí Phèo thì Chí Phèo rất là hốt hoảng, lo lắm. Thế và sau khi mà Chí Phèo nhận thức về thế giới xung quanh mình, nhận thức về bản thân mình, thì đấy cũng chính là biểu hiện của sự gì đấy? Của cái sự bắt đầu là Chí Phèo tỉnh ngộ ra rồi. Còn trước đây trong cái cơn say triền miên kia thì Chí Phèo, những cái suy nghĩ, những cái nhận thức của Chí Phèo nó tạm thời bị vùi lấp. Thế đây là nguyên nhân thứ nhất để Chí Phèo hồi sinh. Và nguyên nhân thứ hai thì các em quan tâm đến nhiều hơn. Và nếu như mà để trả lời cho câu hỏi của các thầy cô là các em có biết rằng vì sao mà Chí Phèo hồi sinh không, thì thường các bạn sẽ nói ngay cái nguyên nhân thứ hai này mà quên mất nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân tỉnh rượu. Nguyên nhân thứ hai là thị nở. Đây là một cái phương thuốc, đây là một liều tiên dược để giúp Chí Phèo hồi sinh. Nguyên nhân thứ hai, đấy là thị nở. Đúng hơn là cái cuộc gặp gỡ với thị nở và đón nhận sự quan tâm, chăm sóc, ân cần của thị nở. Thế thì người ta hay nói rằng nếu muốn hiểu Chí Phèo ở chặng đời thứ nhất, tức là ở cái chặng bị tha hóa ấy, thì chúng ta bắt buộc phải hiểu Bá Kiến. Vì Bá Kiến là nguồn cơn để đẩy Chí Phèo vào bi kịch này. Thì để hiểu nhân vật Chí Phèo ở chặng thứ hai, tức là chặng hồi sinh, chúng ta lại bắt buộc phải hiểu thị nở. Thị nở là ai? Thị nở là một cái người phụ nữ mà hội tụ đầy đủ những yếu tố bất lợi để có thể lấy được chồng. Bởi vì thị nở bị nhốt vào một cái lô cốt 4 chiều. Thứ nhất là xấu, xấu ma chê quỷ hờn. Thứ hai là gì? Là dở hơi, đã xấu còn dở hơi. Dở hơi như ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích. Rồi chiều lô cốt thứ ba là gì đấy? Là nghèo, nghèo lắm. Và thậm chí cái chiều cuối cùng nó mới là cái chiều ác nhất để mà không cho thị nở thoát ra khỏi đấy để mà tìm được hạnh phúc cho mình. Cái chiều thứ tư ấy, cái chiều lô cốt thứ tư ấy là thị nở lại sinh ra trong một gia đình có dòng giống mà hủi, một căn bệnh rất khủng khiếp và người ta rất là sợ hãi. Và Chí Phèo cũng chỉ mơ ước được nên đôi, được xây dựng hạnh phúc với một người phụ nữ như thế này thôi. Nhưng mà rồi thể xem, các em thể xem cái mơ ước cái cuối cùng cũng không thể trở thành hiện thực được. Thế thì thị nở có vai trò như thế nào để giúp Chí Phèo hồi sinh đây? Đó là do một cái cuộc gặp gỡ, có thể nói rất là tình cờ. Mà cái cuộc gặp gỡ này có được cũng một phần là vì thị nở dở hơi. Dở hơi cho nên là kể từ khi mà Chí Phèo dọn ra ở tại cái mảnh vườn trên cái đường ra bờ sông, mà sông chính là cái nguồn nước sinh hoạt của cả làng Vũ Đại. Ai cũng phải ra sông để lấy nước. Trước đây người ta đi con đường ấy là con đường ngắn nhất. Nhưng kể từ khi con quỷ dữ của làng Vũ Đại dọn về ở tại cái mảnh vườn đấy thì người ta tránh con đường này. Người ta sợ Chí Phèo, người ta phải tìm một con đường khác dù xa hơn, dù phải đi đường vòng, nhưng mà không phải đi qua nhà Chí Phèo. Mọi người đều tránh, chỉ riêng có thị nở. Thị nở chả sợ gì cả, giờ hơi mà không sợ gì hết. Cho nên ngày nào cũng vẫn đi qua để lấy nước, mỗi ngày 3 lần. Thậm chí thỉnh thoảng còn rẽ vào nhà Chí Phèo xin ít rượu về bóp chân, hay là rẽ vào để dọi nhờ ít lửa, bởi vì là đang đi đường thì cái đèn bị tắt. Tức là thị nở không sợ Chí Phèo. Và vì không sợ cho nên là hôm nay cũng như mọi lần thì thị nở lại đi qua nhà Chí Phèo để đi lấy nước. Nhưng hôm nay thì nó hơi đặc biệt hơn một chút, là vì hôm nay thị nở đang mệt. Thị nở luật quật đập đất
suốt từ trưa cho đến chiều, bây giờ mệt lắm rồi, bây giờ bắt đầu tối rồi, đi ra lấy nước. Thì đi qua vườn chuối, thấy trăng thanh, gió mát, ngồi ở vườn chuối này rất là thích. Thế là ngả lưng vào gốc chuối ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ một lúc thì thiêu thiêu buồn ngủ. Thế là Thị Nở cũng có dừng lại một chút để phân tích tình thế. Về nhà thì cũng đến là ngủ, ở đây cũng ngủ. Thế thôi, tốt nhất là ngủ luôn, cần gì phải về nhà. Thế là dựa lưng vào gốc chuối, ngủ ngon lành, ngủ say sưa. Và ở ngoài kia thì gió đang thổi lồng lộng, mát như quạt hầu vậy. Và ngủ say sưa cho nên là có một cái dáng nằm ngủ nó cũng hơi hớ hênh. Và giữa cái lúc ấy thì Chí Phèo đi về. Lúc bây giờ Chí Phèo đang rất say. Sau cái cơn say mà ở phần đầu tác phẩm chúng ta vừa mới phân tích đấy, hắn vừa đi về chửi đấy, đang lúc say như thế thì Chí Phèo về. Về thì đi qua nhà Tự Lãng lại ghé vào, lại uống thêm một trận nữa. Say đến mức mà hai người không biết gì, trở thành một đôi tri kỷ cuồng. Rồi Chí Phèo đi về thấy ngứa ngáy trong người, Chí Phèo muốn ra sông tắm một cái. Thế là đi ra vườn chuối, đi qua vườn chuối để ra sông đấy. Thì qua vườn chuối nhìn thấy Thị Nở, mà Thị Nở đang nằm trong một dáng nằm hớ hênh. Và từ đó thì đánh thức cái bản năng ở Chí Phèo. Vậy thì cái việc mà Chí Phèo đến với Thị Nở bắt đầu không phải là tình yêu, ở đây hoàn toàn chỉ là nhu cầu bản năng mà thôi. Nhưng mà sau đó thì lại là điều rất đáng nói. Sau đó thì Chí Phèo, như cô đã nói là Chí Phèo bị cảm lạnh, bị nôn mửa ngay trong đêm ấy. Và Thị Nở đã thể hiện cái sự quan tâm chăm sóc rất là ân cần, rất là chu đáo. Thị Nở hình hài thì xấu xí, tính cách thì dở hơi, thế nhưng cái phần sâu thẳm bên trong ấy thì vẫn giữ được nguyên vẹn, người ta gọi là thiên chức, là thiên lương của một người phụ nữ. Thị Nở đã dìu Chí Phèo vào trong lều. Các em thấy những cái trình tự chăm sóc rất là chu đáo. Và chúng ta cũng phải học Thị Nở đấy. Dìu Chí Phèo vào trong lều, đặt nằm lên chõng, nhặt nhạnh những cái manh chiếu rách xung quanh đắp lên người cho khỏi lạnh. Rồi lúc bấy giờ Thị Nở mới yên tâm đi ra về. Mà về rồi Thị Nở cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trằn trọc bởi vì sao? Thổ trận ấy phải biết, cứ phải nói là nhọc đừ. Mình mà bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu gì thì cũng đã ăn nằm với nhau, ăn nằm với nhau như vợ chồng. Hai chữ vợ chồng nghe ngường ngượng mà thinh thích. Thị Nở cứ nghĩ như thế. Và thế là thương Chí Phèo quá. Thế sáng sớm hôm sau dậy, nấu một nồi cháo hành mang sang cho Chí Phèo. Và không chỉ cho Chí Phèo, tặng Chí Phèo cái nồi cháo hành ấy, mà còn kèm theo cả cái sự ân cần, nhìn liếp nhìn hắn, cười tình tứ, rồi là dục ăn nóng, rồi là đỡ lấy bát, rồi múc thêm bát nữa, rồi cứ nhìn hắn lắc đầu thương hại. Các em thấy xem, chưa bao giờ, từ lâu lắm rồi, không được người làng Vũ Đại coi là người. Thế mà bây giờ có một người phụ nữ mang sang cho cháu hành, lại có những cái cử chỉ săn sóc, âu yếm, ân cần như vậy, thì Chí Phèo phải nói là cực kỳ cảm động. Cảm động đến mức mà mắt hắn hình như ươn ướt, đấy là nước mắt chảy ra. Vậy thì từ cái nguyên nhân này, nguyên nhân là tỉnh rượu và nguyên nhân là cái sự quan tâm, chăm sóc, ân cần của Thị Nở mà Chí Phèo hồi sinh. Vậy thì từ cái nguyên nhân này chúng ta sẽ tìm hiểu cái biểu hiện của sự hồi sinh. Biểu hiện của sự hồi sinh. Thế thì sự hồi sinh của Chí Phèo được thể hiện ra như thế nào? Cái hồi sinh, cái biểu hiện của sự hồi sinh thứ nhất là Chí Phèo, ở Chí Phèo thức tỉnh. Tính người. Mà tính người với năm cao, với năm cao, đấy chính là gì đấy? Bao giờ cũng thức tỉnh cùng với nước mắt. Nhân vật của năm cao bao giờ cũng thức tỉnh cùng với nước mắt. Các em đã từng đọc một số tác phẩm của năm cao rồi, như là nhân vật Lão Hạc, khi mà lừa một con chó, lừa cậu Vàng, thì sau này Lão Hạc rất là ân hận. Đấy, Lão hu hu khóc, Lão mếu như con nít, rồi là những nếp nhăn xô lại vào nhau ép cho nước mắt chảy ra. Đấy cũng là giây phút gì đấy, cái giây phút đau đớn, cái giây phút mà cảm thấy là mình bị lương tâm cắn rứt. Rồi các em cũng đã đọc cái tác phẩm Đời Thừa. Tác phẩm Đời Thừa các em thấy nhân vật chính là nhân vật Hộ. Sau khi mà say rượu rồi là đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà, sáng sau tỉnh dậy thì anh Hộ, anh ấy cũng rất là ân hận. Và anh ấy cũng khóc, nước mắt bật ra như nước của một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Anh vừa khóc, anh ấy vừa nghẹn ngào. Anh nói trong cái tiếng nấc của anh ấy, tiếng nức nghẹn của anh ấy, anh chỉ là một thằng khốn nạn. Đấy, như vậy là nhân vật bao giờ cũng thức tỉnh cùng với nước mắt. Và nước mắt chính là một cái bước, một cái sự ngăn cản để nhân vật không trượt dài, không hỏng hẳn.
Nhân vật của Nam Cao có trượt nhưng không trượt dài, có hỏng nhưng không hỏng hẳn, mà bao giờ cũng có một cái điểm dừng đúng lúc. Và điểm dừng ấy bao giờ cũng được đánh dấu bằng nước mắt. Như chúng ta vừa tìm hiểu về Lão Hạc, chúng ta vừa mới nói về nhân vật Hộ. Thì đây, Chí Phèo cũng thức tỉnh cùng với nước mắt, là khi mà nhận cái sự quan tâm của Thị Nở, như cô đã nói đấy, cái sự âu yếm, cái sự ân cần, cái sự tỉnh tứ nữa, thì Chí Phèo cảm động lắm. Ngạc nhiên, thằng này rất ngạc nhiên. Và hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình ươn ướt, ngạc nhiên và cảm động. Vì sao? Vì thứ nhất, lý do thứ nhất là lần đầu tiên hắn được một người đàn bà cho. Kể từ khi mà Chí Phèo đi tù về đến giờ, kể từ khi Chí Phèo trở thành con quỷ dữ đến giờ, Chí Phèo muốn có cái gì của ai thì buộc Chí Phèo phải giật cướp, phải dọa nạt, phải làm chảy máu và nước mắt của người khác, phải làm cho người ta sợ. Nhưng mà hôm nay, giữa lúc Chí Phèo đang ốm đau thế này, nằm một chỗ thế này, còng queo thế này, cô độc thế này, tự nhiên lại có một người mang sang cho, Chí Phèo cảm động vô cùng. Cái cảm động thứ hai là vì lần đầu tiên Chí Phèo được ăn cháo hành. Và Chí Phèo nhận ra một chân lý là gì? Những ai chưa được ăn cháo hành bao giờ thì không bao giờ biết là cháo hành ngon đến thế. Cảm động lắm. Và cái lý do thứ ba khiến Chí Phèo cảm động, đấy là lần đầu tiên được săn sóc bởi một bàn tay đàn bà. Và Chí Phèo có nhớ lại, có so sánh với lại cái con quỷ cái dâm dục là bà ba của Bá Kiến ngày xưa. Nó chỉ mong, chỉ cốt sao cho thỏa nó, chứ có yêu đương gì đâu. Đấy, còn đây mới là có một cái người mà thực sự yêu thương mình. Chí Phèo cảm động lắm. Và mắt hình như ươn ướt, đấy là nước mắt chảy ra đấy. Và nước mắt chảy ra, đấy cũng chính là biểu hiện của sự thức tỉnh tính người, để ngăn trở, để ngăn cản Chí Phèo không trượt dài tiếp, không tiếp tục gây ra những cái tai họa đối với người dân của làng Vũ Đại. Thứ hai, cái biểu hiện thứ hai của sự hồi sinh, Chí Phèo không chỉ thức tỉnh tính người, mà Chí Phèo thức tỉnh cả tình người. Thức tỉnh tình người Chí Phèo thì cái biểu hiện cao nhất của tình người đó chính là tình yêu. Thức tỉnh tính người với biểu hiện cao nhất là tình yêu. Thì các em sẽ thấy rằng ở Chí Phèo với Thị Nở ấy, nếu như lúc đến với nhau hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu bản năng, thì đến bây giờ sau cái việc mà nhận được cái sự quan tâm săn sóc ân cần của Thị Nở như vậy, thì lúc này nó không còn là bản năng nữa mà nó thực sự đã trở thành tình yêu. Và các em sẽ có thể cùng cô tìm những cái dẫn chứng để thấy đúng là Chí Phèo yêu Thị Nở thật. Thế thì đâu là biểu hiện của tình yêu ở Chí Phèo dành cho Thị Nở? Vì yêu cho nên là Chí Phèo thấy Thị Nở rất là có duyên. Không thể nói là đẹp được, một người như Thị Nở thì không thể nói là đẹp được. Nhưng mà Chí Phèo thấy Thị Nở có duyên, tình yêu làm cho có duyên. Đây cũng chính là một cái bản, đây chính là một cái gọi là cái bản chất của tình yêu, một cái biểu hiện của tình yêu đấy, là khi yêu nhau bao giờ cũng thấy người yêu của mình trở nên long lanh trong mắt của mình. Người khác có thể thấy bình thường thôi, nhưng mình nhìn thì mình cứ thấy có một cái vầng hào quang bao quanh. Thì Chí Phèo cũng thế, nhìn Thị Nở mà thấy có duyên, tình yêu làm cho có duyên. Một cái biểu hiện thứ hai, một cái dẫn chứng thứ hai để thấy được đúng là Chí Phèo yêu Thị Nở, đấy là Chí Phèo khao khát được xây dựng mái ấm hạnh phúc với Thị Nở. Cái khao khát xây dựng mái ấm hạnh phúc với Thị Nở được thể hiện qua một vài câu nói của Chí Phèo. Chúng tự thấy chúng làm thành một cặp rất là xứng đôi và chúng nhất định sẽ lấy nhau, nhất định sẽ lấy nhau. Rồi Chí Phèo nói với Thị Nở là hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui, và nói câu ấy bằng cái vẻ mặt rất là phong tình. Vậy thì đây cũng chính là cái đích đến của tình yêu chân chính. Khi người ta yêu là người ta mong muốn sẽ kết hôn cùng với nhau, sẽ chung sống cùng với nhau. Đấy, chứ không phải theo cái kiểu là thay người yêu như thay áo, hay là cái kiểu là chỉ nghĩ là yêu chỉ biết hôm nay còn không biết đến ngày mai. Đấy không phải là tình yêu đích thực, đấy không phải là tình yêu chân chính. Còn Chí Phèo yêu Thị Nở thực sự, cho nên là hướng đến cái đích là sẽ kết hôn cùng Thị Nở và nhất định là sẽ lấy nhau đấy, rất mong muốn xây dựng mái ấm với Thị Nở. Và cái biểu hiện thứ ba của cái tình yêu mà Chí Phèo dành cho Thị Nở, đấy là gì? Đấy là Chí Phèo cố gắng sửa đổi mình. Hắn không còn kinh rượu nhưng cố uống cho thật ít, để cho để tỉnh táo mà yêu nhau, để cho khỏi tốn tiền, và nhất là để cho tỉnh táo mà yêu nhau. Thì đây là cũng là một cái đặc điểm, đây cũng chính là một cái biểu hiện của tình yêu đấy, là khi yêu thì bao giờ người ta cũng muốn hoàn thiện mình trong mắt người yêu. Ai cũng thế, ai cũng có nhu cầu sửa đổi mình. Đấy là cái sức mạnh cảm hóa của tình yêu. Thì từ các dẫn chứng đấy thì chúng ta thấy là gì đấy? Rõ ràng
là ở Chí Phèo đã thức tỉnh tình người. Con quỷ sẽ không có tình người nhé, nhưng bây giờ là người, cho nên là có tình người, mà thậm chí còn có cái biểu hiện cao nhất của tình người, đó là tình yêu. Một cái biểu hiện thứ ba của sự hồi sinh, Chí Phèo không chỉ thức tỉnh tính người qua giọt nước mắt, không chỉ thức tỉnh tình người với biểu hiện cao nhất là tình yêu, mà ở Chí Phèo còn thức tỉnh khát vọng người. Khát vọng người. Cái khát vọng người là khát vọng gì? Khát vọng của quỷ thì đấy là đập phá, là dọa nạt, là làm cho người ta sợ, vân vân. Còn khát vọng của con người, đấy là khát vọng gì đấy? Khát vọng được hoàn lương. Trời ơi, hắn thèm lương thiện biết bao, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao, mọi người sẽ nhận lại hắn, trở về cái thế giới bằng phẳng của những người lương thiện. Chí Phèo có cái khao khát cháy bỏng, đấy là khao khát làm người lương thiện, trở về cuộc sống của người lương thiện. Mà muốn trở về cái cuộc sống bằng phẳng của người lương thiện thì phải có cầu nối. Ai là cầu nối đây? Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Thị Nở sẽ là cây cầu để đưa Chí Phèo trở về cái bến bờ bên kia, cái bến bờ bình yên, cái bến bờ hạnh phúc, cái bến bờ mà bao nhiêu năm qua đã ở ngoài tầm tay với của Chí Phèo. Bây giờ Chí Phèo mong muốn trở về cái bến bờ ấy lắm, mong muốn bước sang cái bến bờ ấy lắm. Và để thực hiện mong muốn này thì mong muốn là sẽ có một cái mong muốn nó kéo theo đấy, là Chí Phèo muốn được kết hôn với Thị Nở. Và từ cái chỗ kết hôn với Thị Nở thì Chí Phèo sẽ đàng hoàng mà quay về với thế giới của những người lương thiện. Mà một khi đã quay về với thế giới của người lương thiện thì tất cả những cái lo lắng vừa rồi của Chí Phèo, toàn bộ những cái lo lắng vừa rồi là không còn nữa. Lo lắng gì đây? Đói rét, ốm đau, cô độc. Lo lắng về tuổi già, lo lắng vì gì nữa? Lo lắng về cái số không tròn trịa, không nhà cửa, không gia đình, không họ hàng thân thích, không vợ con. Thì tất cả những cái lo lắng này sẽ không còn nữa, sẽ không tồn tại nữa. Thì có thể nói rằng từ cái nhận thức này, nó cũng là một cái nền tảng, là một cái cơ sở để cái khát khao lương thiện của Chí Phèo nó cháy bỏng hơn, nó tha thiết hơn, nó mãnh liệt hơn. Nào vậy thì với ba cái sự thức tỉnh này, thức tỉnh tính người, thức tỉnh tình người và thức tỉnh khát vọng người, chúng ta thấy là Chí Phèo thực sự đã hồi sinh. Nhưng thực sự hồi sinh như vậy và Chí Phèo có quay về làm người lương thiện được không? Có hưởng thụ cái phần đời còn lại như những người lương thiện bình thường khác được không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo.